đó là nếu cái chất này mà rớt xuống đất thì đất sẽ bảo vệ giữ nó, và nằm ở trong đất như vậy là có thể là 1 năm rưỡi, 2 năm hay là 3 năm cũng chừng. Có nghĩa là nó nằm trong đất rất dài, mà nó nằm trong đất lâu như vậy rồi thì cái rễ cây xoài của mình lại tiếp tục, sau khi nó trổ qua rồi mà tiếp tục nó hút những cái chất đó lên nữa, thì như vậy thì nó là cái chất ức chế mà. Thành thử ra khi mà lú cựa gà rồi á là nó không có phát được. Nên hồi nãy ông tôi coi mê mẩn cái câu chuyện của ông nhà nông, mà đúng là cái ông thần nông này cũng rất là thời sự. Ông nói khi mà lú cựa gà rồi á là phải dùng những cái chất gọi là kích thích để làm sao cho cựa gà này nó phát triển. Tôi cho rằng cái đó rất hay. Bởi vì cái chất ức chế này á là nó chỉ để tạo ra cái mầm hoa thôi. Nhưng mà sau đó cái mầm hoa này phải làm sao nó giọt ra và nó phát triển thật mạnh, thì lúc đó nó nhờ những cái chất gọi là kích thích sinh trưởng. À, nó lại khác, nó lại qua một cái giai đoạn khác. Thành ra bà con thấy bây giờ muốn có được một cái hoa này nó phải qua 2 pha. Cái pha đầu tiên á, giống tôi nói giống như là cái người phụ nữ vậy đó, mà mang thai mình gọi là nó cấn thai, tức là nó tượng cái mầm, rồi sau đó sanh ra đứa nhỏ lớn lên, đó là phát triển. Thành thử ra nếu như bây giờ ở cái giai đoạn đầu mình xử lý nó ra cái mầm rồi, mà cái đó nó rớt xuống đất, nó nằm đó, cây nó hút lên, nó tới chừng là nó đã qua cái giai đoạn tạo mầm, nó phát triển rồi, thì ông kia ông nắm kéo lại hoài thì làm sao đứa nhỏ nó lớn được. Như vậy là không phát triển. Thành thử ra ông thần nông ông mới đề nghị sử dụng, chẳng hạn như nãy ông nói cái chất gọi là cái bơm phơ này, là để nghĩa là qua cái giai đoạn tạo mầm rồi thì phải tới cái giai đoạn phát triển, thì phải biết chuyển qua cái giai đoạn đó. Mà bây giờ muốn mà giảm đi cái này á, thì bây giờ bà con sử dụng, của mẫn hỏi tôi vậy chứ bây giờ cái sử dụng cái này thì nó như thế nào. Bà con yên tâm, cái chất này thì người ta thấy rằng cái paclobutrazol nó là một cái chất, một gọi là cái chất điều hòa sinh trưởng thực vật, nó nằm ở trong cây để mà nó ức chế như vậy, nhưng mà người ta khảo sát đã thấy nó không có chuyển vô trong trái, nên đấy là một cái mà mình thấy nó cũng có cái lợi cái mừng ở cái chỗ đó. Nhưng mà nó nằm ở dưới đất á, thì lại nó tiếp tục ảnh hưởng cái cây trồng của mình. Bà con thăm những vườn xoài coi, tôi thấy cỏ mà ở dưới cái vườn xoài nó mọc lên không nổi nữa đó, chứ đừng có nói. Thành thử ra bây giờ cô Mẫn hỏi bây giờ trong cái sử dụng để làm sao đây, vì bây giờ bà con nghĩ coi cách làm sao tránh đừng cho nó tiếp xúc được với đất thì tốt nhất. Che màng phủ ở dưới được không? Trời ơi, ý kiến đó cũng 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 rất là tuyệt. Có nghĩa là bà con, bởi vì ở phần một số bà con thì lại là xới đất gì rồi tưới bên dưới, thì thôi bây giờ cái kiểu tưới đó mình có thể là mình hạn chế đi, bởi vì nó có khả năng hấp thụ qua lá và có khả năng hấp thụ qua thân. Nếu mà bà con phết lên trên thân như thế này thì nó cũng ngấm vô, phun lên trên lá thì nó cũng hút được vô. Như cô Mẫn hồi nãy đề xuất là nếu mà tôi phun lên đá thay vì nó rớt đất, tôi trải Bạc. cái bạc, tôi phun xong rồi tôi chuyển cái bạc nó qua cái cây khác để làm sao hạn chế tối đa nó xuống đất. Thì nếu như được cái đó thì có thể nói là cũng hạn chế cái sự thiệt hại mà do paclobutrazol gây hại cho cái cây cây trồng của mình. À, khi cái cây bông cây sồi nó rú cái cựa gà ra, nó bị chai cái đầu lại là không phát triển tiếp, hoặc là nó sẽ ra bông mà gặm ra lá một đọt một chùm lại luôn, giống như cái hiện tượng mà bị chỗ rồng ở trên cây nhãn, nó là một chùm như thế cũng không có mang kết quả. Và một cái yếu tố nữa là cây sồi chúng ta trong cái clip thần nông quy hành bà con cũng thấy là do bà con kích quá nhiều lần là muốn nó ra trái liên tục mà bổ sung cái dinh dưỡng lại không kịp, rồi không có khắc phục được cái ngộ độc ở dưới đất để cho cái bộ rễ nó phát triển, thì khả năng nó ra hoa không nổi. Do đó khi cây sồi chúng ta nó lú cái cựa gà rồi thì gặp điều kiện cây khỏe đủ sức lực, thời tiết thuận lợi thì cái cựa gà này nó sẽ phát triển thành cái phát hoa, nhưng mà gặp mà cái ngộ độc bắc lo điều kiện bất lợi thì nó sẽ bị ngăn lại. Do đó chúng ta phải hỗ trợ cho cây trồng thì chúng ta đưa vào cái bơm flower, đây là một cái chất kích hoạt phân bón lá mà có cái chất để mà kích hoạt cho cây nó khỏe lên, nó đủ lực, nó tập trung dinh dưỡng từ dưới đất lên, cũng như cả những cái sức khỏe trong cây trồng nó giúp cho nó cái bông thoát ra thì sẽ lúc đó chúng ta mới chăm sóc để nó có khả năng cho ra hoa trái. Nhưng mà ở đây thì trong giai đoạn này thì bắt đầu cái mầm hoa chúng ta đã hình thành thì nó đã cần cái bo để giúp cho cái hạt phấn nó sống tốt rồi, thì để tiết kiệm cái chi phí thì bà con nên sử dụng cái bơm flower cộng luôn với hai bo rong 714, tại vì một lần phun thì nó cũng tốn rất là nhiều chi phí, và còn cộng luôn một lần nó tiết kiệm và nó hiệu quả hơn. Thì với cái liều là một chai 500 ml hai bo rong cộng với một chai 500 ml bơm lơ, bà con pha cho một khuy khoảng 200 lít, bà con phun đều lên cái tán lá như thế. Và với cái hai bo rong nó có thêm một ít phần đạm amin trong này nữa thì nó giúp cho hỗ trợ cái dinh dưỡng cho cây sồi, thì nó sẽ phát triển cái cây ra rất là tốt, và cái bông to thì khả năng thụ phấn tốt và cho trái năng suất cao hơn.